Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam đấu đá giành quyền lãnh đạo mới, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Vào ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu đã viết rằng sự đồng thuận đã đạt được của ông Phúc và sẽ làm Tổng Bí thư, Phó Thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình giữ chức Chủ tịch nước và Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ sẽ kế nhiệm ông Phúc làm Thủ tướng. Bà Trương Thị Mai hiện là trưởng ban dân vận hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội. Nội dung trên đã được tiết lộ qua bài bình luận của tác giả David Roth đăng trên tạp chí Asia Gentry như sau. Hội nghị Trung ương 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoãn lại vào giữa trưa ngày 10 tháng 10 với một thông cáo kết thúc cuộc họp chỉ tiết lộ rằng khoảng 200 ủy viên Trung ương đã thảo luận về các vấn đề nhân sự. Đây là hình ảnh toàn cảnh Hội nghị Trung ương 13 họp bế mạc vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Theo một blogger được biết là có liên hệ khá tốt với Trung ương Đảng, tất cả đều đang bị kẹt trong cuộc đấu tranh sinh tử để giành quyền thống trị. Đây là hội nghị mà theo thông lệ được cho là để thống nhất xem ai sẽ là lãnh đạo Việt Nam trong 5 năm tới và ai sẽ nghỉ hưu. Nếu mọi việc suôn sẻ như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí của ông hy vọng, thì giờ đây ông đã có trong tay danh sách các ứng cử viên đúng bằng số lượng có chức vụ lãnh đạo để tán thành thông qua trong đại hội lần thứ 13 vào đầu năm 2021. Những người dân bình thường có thể kết luận chắc chắn rằng quá trình phân loại vẫn đang diễn ra là bởi vì chúng tôi được biết sẽ có một cuộc họp toàn thể khác vào cuối tháng 12, ngay trước khi khoảng 1.600 đại biểu tham dự đại hội đảng được triệu tập tại Hà Nội. Người ta cũng đồn đoán rằng ông Trọng, Tổng Bí thư Đảng trong 10 năm qua đã không thể thuyết phục được các đồng chí tán thành cho ông Trần Quốc Vượng làm người kế nhiệm. Ông Vượng đã từng là cánh tay phải của ông Trọng trong một chiến dịch thanh lọc đảng cấp cao để loại bỏ những ai sai phạm, thiên lệch và tham nhũng. Blogger này cũng là một quan chức cấp cao đã về hưu cho biết vào ngày 3 tháng 10 rằng khi nhiệm kỳ của ông Trọng sắp kết thúc, quyền lực cũng như sức khỏe của ông Trọng sẽ suy giảm. Cơn đột quỵ đã khiến ông ấy đi loạng choạng và lầm lũi. Theo blogger này, ngày càng trông giống với như một màn tái hiện một trận thư hùng trước đại hội 12 giữa ông Trọng và người kế nhiệm là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Đây là hình ảnh sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị miễn nhiệm vào năm 2016, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm toàn bộ sân chơi và giữ luôn chức Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Hoặc có thể không có hành tráng, lần này cuộc chiến khó có khả năng lan sang công chúng và có tin đồn rằng thay vì người của ông Trọng là Trần Quốc Vượng, thì Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc đã vận động được sự ủng hộ của hầu hết các ủy viên Trung ương. Vào ngày 12 tháng 10, một quan chức về hưu viết rằng sự đồng thuận đã đạt được và ông Phúc sẽ làm Tổng Bí thư, Phó Thủ tướng đương nhiệm Trương Hòa Bình sẽ giữ chức Chủ tịch nước và Bí thư Thành ủy Hà Nội hiện nay là Vương Đình Huệ dự kiến sẽ kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Còn bà Trương Thị Mai hiện là trưởng ban dân vận hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nhiệm kỳ Phạm Bình Minh sẽ nắm quyền lãnh đạo Quốc hội thời gian tới. Tuy nhiên cũng không có gì là chắc chắn. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay mặt cho 95 triệu dân Việt Nam nắm quyền lực tuyệt đối. Nói một cách ẩn dụ, nếu chính phủ Việt Nam là toàn bộ xương của nhà nước, thì Đảng, cho đến các lãnh đạo của chúng ta đang bàn luận chính là cơ bắp vận động của bộ xương đó. Theo tỷ lệ được tính toán, cứ 15 người dân Việt Nam trên 15 tuổi thì có một đảng viên. Đối với hầu hết các đảng viên, tham gia đảng chỉ là một động thái nghề nghiệp. Họ không thực sự cho rằng nắm quyền lực chính trị nào cả. Đây là hình ảnh chương trình nghệ thuật mừng thành công đại hội đảng tại Hà Nội ngay giữa lúc miền Trung đang tang thương nhất. Tuy nhiên, có lẽ nửa triệu đảng viên là cán bộ cấp thôn, huyện, tỉnh và trung ương, lãnh đạo các đoàn thể, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhà nước, giám đốc các viện, chính ủy, hiệu trưởng, trưởng khoa, biên tập viên v.v. mong muốn được tham khảo ý kiến về các quyết định ảnh hưởng đến lĩnh vực của họ. Có thể nói, họ là khu vực bầu cử của 200 ủy viên thường trực và dự khuyết của Ủy ban Trung ương Đảng, cơ quan nơi diễn ra cuộc tranh đấu sinh tử 5 năm một lần. Đổi mới thường xuyên của dàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là việc làm nghiêm túc. Các quy tắc được tạo ra để ngăn chặn bất kỳ phe phái hoặc bè phái nào đạt được sự thăng tiến vĩnh viễn hoặc sự xuất hiện của một lãnh đạo chuyên quyền, chẳng hạn như ông Tập Cận Bình của Trung Quốc. Trong khoảng 40 năm qua, quyền lực được truyền từ một nhóm lãnh đạo đảng này sang nhóm kế tiếp. Và các nhà phân tích có xu hướng giải thích động lực lựa chọn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng cách tham khảo các quy tắc của đảng về cân bằng, khu vực và tuổi nghỉ hưu bắt buộc.
Trên thực tế, đây chỉ là những hướng dẫn sẽ được bẻ cong và phá vỡ khi cần để đạt được sự đồng thuận trong việc ai sẽ được nâng lên vị trí nào, ai sẽ lập chương trình nghị sự và sẽ đưa ra quyết định trong tương lai. Cũng có thể hiểu những sai lầm trong nội bộ đảng hiện nay là một vòng đấu khác nhằm tiếp tục cạnh tranh giữa các người ưu tiên được đưa ra chính sách tốt và những người nghĩ rằng chỉ khi giáo điều và kỷ luật đúng thì chính phủ tốt sẽ tuân theo. Trở lại vào năm 2010, các câu chuyện trên phương tiện truyền thông nhà nước thường xuyên than thở về tính hợp pháp chính trị của đảng. Nhìn lại có thể dễ dàng nhận thấy rằng những lời chỉ trích trong nội bộ đảng này nhắm vào Thủ tướng Dũng và phe phái của ông vì cáo buộc quản lý yếu kém. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng bị miễn nhiệm vì chịu trách nhiệm về Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinashin. Đây là một tập đoàn được báo chí Việt Nam gọi là tội đồ tàn phá nền kinh tế với hàng chục ngàn tỷ thua lỗ và thất thoát. Trước đó được xem là quả đấm thép cùng với hàng loạt tập đoàn và tổng công ty nhà nước đồng loạt thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Mặc dù Việt Nam đang bị rung chuyển do cuộc đại suy thoái, những thất bại ngoạn mục của các công ty đóng tàu và vận tải biển quốc doanh và đợt lạm phát khủng khiếp, ông Dũng vẫn giành được nhiệm kỳ Thủ tướng thứ hai. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được mệnh danh là Tổng Bí Thư và mục đích của ông ta là để loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng. Bộ Chính trị là một ban lãnh đạo tập thể gồm 15-20 đảng viên thuộc Ủy ban Trung ương. Tổng Bí Thư đứng đầu Bộ Chính trị đến năm 2012, ông Trọng đã thuyết phục được phần lớn Bộ Chính trị rằng ông Dũng được coi là không tuân theo lệnh tập thể cũng như đầy tham vọng, cần phải ra đi. Thay vì từ chức, ông Dũng đã kháng cáo lên Ủy ban Trung ương và được giải cứu. Ông Dũng ấp ủ hy vọng thay thế ông Trọng làm Tổng Bí Thư vào năm 2015. Ông Trọng đã không cho ông làm được điều đó. Ông Trọng tập hợp một liên minh ai cũng được chửi ông Dũng và tô vẽ ông Dũng với một phần sự thật là kẻ để lọt nhóm lợi ích tham nhũng. Sau nhiều tháng đấu tranh nửa công khai, nửa các phe phái, những người theo giáo điều đã thắng thế và ông Dũng đã bị loại. Ông Trọng đã vận động tốt khi vận động tranh cử vào năm 2015. Ông hứa sẽ truy tố quan chức tham nhũng và đã khiến dư luận bất ngờ khi thực hiện mạnh mẽ lời hứa đó. Ông Trọng nói rằng ông hài lòng về thành công của chiến dịch thay thế những người phạm pháp và những người sai lệch về nhận thức trong hàng ngũ của đảng bằng những cán bộ gương mẫu. Song song, đó là những chiếc đinh vít đã dần dần siết chặt những công dân dám thách thức chế độ đảng và nhà nước, dù trực tiếp hay ngoài đời. Người ta nói rằng sau khi ông Tổng Bí Thư bị đột quỵ vào tháng 4 năm 2019, phe đối lập của ông Trọng vẫn cân nhắc việc kéo dài nhiệm kỳ của ông thêm 5 năm nữa, thậm chí là 2 năm. Thay vào đó, ông Trọng tập trung vào việc củng cố di sản của mình bằng cách đưa ra những người được từ Trung ương Đảng và những vị trí then chốt, và đặc biệt là việc ông Trần Quốc Vượng được chọn làm Tổng Bí Thư tiếp theo. Ông Vượng hiện là người đứng đầu văn phòng Trung ương Đảng, là người không thể thiếu trong cuộc chiến chống tham nhũng. Mặt khác, giống như hầu hết những người mới bắt đầu, ông Vượng không được nhiều thành viên Ủy ban Trung ương đặc biệt yêu thích. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng ở giữa cùng một số thành viên lãnh đạo Việt Nam bên lề cuộc họp tại Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ở Hà Nội diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Ông Trần Quốc Vượng thứ hai bên phải qua. Và đối với các ủy viên Trung ương đã dày công tập trung thanh lọc phần xấu trong đảng 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có vẻ là một sự thay thế hấp dẫn, một nhà lãnh đạo đủ đỏ nhưng có tài điều hành chính quyền. Từ trước đến nay, Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người miền Bắc. Ông Nguyễn Xuân Phúc không chỉ xuất thân từ miền Trung mà con đường đến với đỉnh cao cũng rất khác thường. Ông Phúc đã trải qua 28 năm đầu tiên làm quan tại quê nhà Quảng Nam. Ông Phúc vươn lên vị trí thứ hai trong tổ chức đảng cấp tỉnh và là ủy viên mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng khi Thủ tướng Dũng sắp xếp chuyển ông Phúc ra Hà Nội vào năm 2006 để giúp ổn định công việc nội các. Rõ ràng là ông Phúc đã làm rất tốt nhiệm vụ. 18 tháng sau, ông được bổ nhiệm làm Thư ký Chính phủ vào năm 2011 và được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng thứ nhất. Trước thềm Đại hội 12 vào năm 2015, như chúng ta đã thấy, ông Trọng đã lật tẩy và nỗ lực lật đổ Tổng Bí Thư của ông Dũng. Bằng cách nào đó, ông Phúc lại nổi lên từ đống đổ nát của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng để giữ chức Thủ tướng. Nhiều người sẽ nói rằng anh Phúc đã làm việc đó một cách xuất sắc. Và Chủ tịch nước luôn dẫn đầu cuộc tham gia vào các chuyến thăm và nghi lễ cấp nhà nước. Là người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia, ông có quyền ảnh hưởng đến các bộ công an và quốc phòng. Một số người đương nhiệm vị trí này đã tạo ra một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc nội nhờ có thâm niên và mối quan hệ với các đồng chí trong Bộ Chính trị. Và khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần vào năm 2018,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết định nhận luôn chức Chủ tịch nước cho đến đại hội lần thứ 13. Và ông Trương Hòa Bình, người được cho là có sự lựa chọn đồng thuận để ký nhiệm ông Trọng làm Chủ tịch nước, đã có nhiều năm phục vụ trong các cơ quan tư pháp. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình xuất thân ở ngành công an, sau qua Viện Kiểm soát rồi qua Tòa án Nhân dân tối cao. Ông là người có đủ thẩm quyền nhưng đã khước từ kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đầy oan ức. Từ năm 2016, ông Bình là Phó Thủ tướng Chính phủ thứ nhất. Sự nghiệp cách mạng của ông Bình bắt đầu từ vai trò là liên lạc viên cho Ủy ban Cách mạng Sài Gòn Chợ Lớn trong chiến tranh chống Mỹ. Rất có thể ông là cựu binh cuối cùng phục vụ trong Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, ông Vương Đình Huệ đã liên tiếp đảm nhận các vai trò chính sách, kinh tế và từng là Phó Thủ tướng thứ nhất dưới thời Nguyễn Xuân Phúc. Từ đầu, ông Huệ đã được chọn để đi theo ông Phúc để hoàn thiện lý lịch với một chút kinh nghiệm đảng. Ông Huệ được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2 năm 2020. Và vì Quốc hội hiếm khi định hình chính sách, nên Chủ tịch của Quốc hội được cho là người ít quyền lực nhất trong tứ trụ, đảng và nhà nước. Bà Trương Thị Mai có thể cầm chắc sẽ được giao cho chức này, mặc dù lý do chính để thăng chức là chỉ để cân bằng giới tính cho tứ trụ. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có thể được giao đảm nhiệm Chủ tịch Quốc hội để an ổn cho việc hụt bổ nhiệm làm Chủ tịch nước. Khoảng một nửa số thành viên của Bộ Chính trị hiện tại sẽ hết tuổi phục vụ và những người kế nhiệm trẻ hơn sẽ được Đại hội Đảng sắp tới hoan nghênh. Có thể đoán ra nhiều gương mặt mới, mặc dù với vị trí tứ trụ nêu trên vẫn còn rất nhiều điều đang diễn ra và theo lời của nhà bóng chảy bất hủ người Mỹ Yogi Berra, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi nó kết thúc. Và một người chắc chắn sẽ được bổ sung vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Văn Nên, người đã giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từ năm 2016 và được bổ nhiệm làm Tân Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11 tháng 10. Ông Nên gần như là người nhà với quê Tây Ninh ở phía Bắc, đô thị lớn nhất miền Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2020 với bản tin Việt Nam đấu đá giành quyền lãnh đạo mới, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.